Đây là bài viết Hâm nóng tình cảm với cuộc sống của tác giả Mystic Cat Lady. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Hôm nay thất tịch, hẳn không thiếu các bạn FA đang sầu đời vì mãi mà không thấy tình yêu tới. Thay vì ngồi ăn vài cốc chè kèm mấy ly trà sữa đậu đỏ, vừa ăn vừa khóc lóc, thì sao không dành chút thời gian để xây dựng, hâm nóng lại tình cảm với tình yêu trọn đời của bạn, chính là bản thân bạn. Mối quan hệ nào cũng là một cái cây xinh xinh, cần được chăm bón, vun đắp với tình yêu thương, sự lắng nghe, sự đổi mới thường xuyên để mối quan hệ không bị chán đi. Và mối quan hệ với bản thân cũng vậy. Nếu bạn không học cách làm mới bản thân, tưới nước cho bản thân, cho cuộc sống mỗi ngày, thì cuộc sống sẽ trở nên thật nhàm chán. Và bạn sẽ lại càng phải bám víu vào hình tượng người yêu tương lai nào đó, mong mỏi người đấy đến và sẽ làm cuộc sống của bạn bớt chán đi. Sự thực, nếu bạn là người lúc nào cũng ủ rũ, chán đời, thiếu năng lượng, thì bạn cũng sẽ chỉ thu hút những người cùng năng lượng và tần số như bạn. Hai con người nhàm chán trong một mối quan hệ nhàm chán, nghe thôi đã thấy hơi bị mịt mù rồi. Vậy, làm sao để làm một người độc thân quyến rũ đây? Làm sao để thấy luôn trọn vẹn sống từng giây phút, bất kể bạn có single hay là mingle, hay một mình hay có cặp đây? Làm sao để mỗi ngày tỉnh dậy, cuộc sống luôn mỉm cười rạng rỡ, thấy bản thân thật là vẹn toàn, đầy năng lượng với tình yêu thương đây? Câu trả lời là học cách rơi vào lưới tình với cuộc sống mỗi ngày. Có một lần lúc thiền, mình tự hỏi trực giác, tiềm thức hoặc các linh hồn hướng dẫn, linh hồn mình vân vân là tại sao mình lại sống làm gì? Nếu bản chất mình là một linh hồn, là không, là vô định, thì tại sao mình lại quay về trái đất này, sống tiếp cuộc sống làm gì? Dần dần trong yên lặng, câu trả lời hiện ra. Thực chất, cuộc sống này là một món quà. Mỗi ngày tỉnh dậy, uống một ngụm nước, thiền định, sống và thở thôi. Đấy đã là cả một món quà quý giá. Và để thực sự tận hưởng cuộc sống, mình cần mở rộng cả 6 giác quan ra. Không chỉ 5 giác quan để nghe, nhìn, nếm, ngửi, cảm nhận, mà còn cả giác quan thứ 6, sự kết nối với tâm linh, với linh hồn mình, với những giá trị lớn của cuộc sống, những gì mình khao khát muốn cống hiến, tình yêu, lý tưởng, vân vân. Để tận hưởng cuộc sống, thực sự cần có sự nhạy cảm. Đấy là sự nhạy cảm của tất cả các giác quan. Cảm nhận cái đẹp, mùi hương quyến rũ của vài giọt nước hoa, của cơn mưa sau những ngày nắng gay gắt. Cảm nhận vị ngọt, chua, mặn nơi đầu lưỡi khi thưởng thức một món ăn ngon. Cảm nhận xúc giác trên da khi bạn mặc một bộ đồ bạn ưa thích. Cảm nhận cả linh hồn rung động với một đoạn nhạc hay. Và đặc biệt, cảm nhận tình yêu ngập tràn với trái tim, niềm hạnh phúc khi từng bước chân xây dựng những dự án mà bản thân đã đặt cả tâm huyết vào. Niềm vui khi đơn giản giúp đỡ một ai đó, khiến ngày mới của họ sáng bừng hơn. Niềm tự hào khi là hoàn thành công việc mỗi ngày, phát triển bản thân, sống đúng với những giá trị cốt lõi của chính mình. Vậy thôi, mở rộng mọi giác quan, mọi xúc giác, sống cuộc sống với đủ chiều sâu, chiều rộng, ở mỗi giây phút. Đấy là chìa khóa để rơi vào lưới tình yêu của cuộc sống, là tận hưởng cuộc sống, tìm hiểu, thấu hiểu nàng và nhận ra nàng đẹp đến nhường nào. Nàng bao dung, rộng mở với hàng ngàn gương mặt, hàng ngàn sắc nét với sự sâu sắc đáng ngưỡng mộ. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẵn sàng thả lỏng để trải nghiệm nàng, trải nghiệm cuộc sống, thì nàng không ngừng dẫn lối bạn, mở ra cho bạn cả một thế giới rộng lớn, để bạn thỏa sức thả mình, chìm đắm ngây ngất trong tình yêu dành cho nàng. Để có thể xây dựng tình yêu với cuộc sống, thì điều đầu tiên bạn cần nhận ra và trân trọng những nét đẹp giản đơn nhưng không thiếu chiều sâu của nàng. Khi bạn uống một ly nước, bạn có cảm nhận được những xúc giác của bạn mở ra, nhạy cảm với từng dòng nước mát lành chảy sâu vào cơ thể bạn, nuôi nấng từng tế bào trong bạn với tình yêu vô biên không? Hay bạn chỉ uống và để cốc sang một bên, rồi chạy theo những cuộc đua, những vô định khác? Để yêu cuộc sống hay để yêu lại một người nào đó,
thì chỉ đơn giản thế thôi. Trân trọng từng nét đẹp mỹ miều nhất của cuộc sống, cảm nhận cuộc sống với mọi giác quan cởi mở, và không ngừng làm mới lại tình yêu đầy ắp của mình dành cho cuộc đời bằng lòng cảm ơn, sự trân trọng vô biên với món quà quý giá này mỗi ngày. Bởi vậy, để có thể hâm nóng tình yêu dành cho cuộc sống này, hay với bất kỳ ai, bất kỳ mối quan hệ nào, thì hãy dành thời gian hàng ngày để thể hiện sự biết ơn của mình. Một số phương pháp để thể hiện tình yêu, lòng biết ơn dành cho cuộc sống hàng ngày như sau. Xây dựng thói quen viết nhật ký biết ơn, tri ân, Gratitude Journal, mỗi sáng. Viết ra 5 điều làm bạn biết ơn với cuộc sống này. Ví dụ, con cảm ơn cuộc sống vì con có nước sạch để uống, có đồ ăn ngon để thưởng thức mỗi ngày. Con cảm ơn cuộc sống vì con có những người bạn tuyệt vời, luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ con dù chuyện gì xảy ra. Hãy cảm ơn cuộc sống về những điều nhỏ nhất. Việc viết ra những điều này không chỉ giúp bạn thấy vui hơn mỗi ngày, biết bản thân mình may mắn ra sao, mà chính năng lượng của sự biết ơn sẽ khiến cuộc sống gửi gắm cho bạn vô vàn những điều tuyệt vời khác, khiến cuộc sống của bạn càng thêm trù phú và đủ đầy hơn. Chánh niệm kết hợp sự biết ơn trong từng giây phút. Nghe chánh niệm thì hơi cao xa, nhưng thực chất chánh niệm là việc sống và tận hưởng, cảm nhận cuộc sống trong hiện tại, thời điểm này đây. Với chánh niệm kết hợp lòng biết ơn, khi bạn uống một ly nước, bạn cảm ơn nước vì nuôi dưỡng bạn, làm bạn mát lạnh, bớt khát khô cổ họng. Khi bạn thưởng thức một bữa ăn, thay vì vừa ăn vừa nghịch điện thoại, bạn cảm ơn đồ ăn vì làm bạn có năng lượng sống và đồ ăn rất ngon nữa. Khi bạn đọc một cuốn sách, bạn thầm cảm ơn trong đầu vì sách giúp bạn mở mang đầu óc, có được những kiến thức góc nhìn hết sức thú vị mà bạn chưa từng nhận ra. Thưởng thức cuộc sống nhưng không coi thường, coi thấp những may mắn mà bạn có được. Đấy là chìa khóa cho một cuộc sống tràn đầy niềm vui, tình yêu, sự đủ đầy viên mãn. Để tận hưởng và thêm yêu cuộc sống, hãy cho phép mình cả cơ hội để trải nghiệm cái mới, tìm hiểu những ngóc ngách xinh đẹp khác của cuộc sống. Nếu bạn đang thấy cuộc sống hơi bị chán, lặp đi lặp lại, hãy thử mở rộng cuộc sống của mình ra. Gặp gỡ người mới, thử một điều gì đấy mới mà bạn chưa từng làm. Thử quán ăn mới, nghe một dòng nhạc mới, vân vân. Làm mới bản thân mình, thử nghiệm, tìm hiểu cái mới là rất quan trọng. Bởi cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ. Nếu cuộc sống của bạn hiện đang có một màu xám xịt, thì đấy là chỉ dẫn đã đến lúc bạn tô thêm màu sắc mới cho cuộc sống của mình rồi. Việc trải nghiệm những điều mới, gặp gỡ những con người mới cũng giúp bạn nhận ra những mặt khác ở bản thân. Những mặt mà ở môi trường cũ kỹ hiện tại bạn không hề nhận ra. Ví dụ, bạn thử sức với việc thử một lớp vẽ tranh chẳng hạn, và dần dần bạn nhận thấy, hóa ra bản thân cũng có khiếu vẽ vời phết, mà bạn đã quên mất tiêu. Việc có những trải nghiệm mới là điều rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn đang ở độ tuổi đôi mươi, bởi những trải nghiệm này giúp bạn hiểu hơn về bản thân và cuộc sống, học cách phát triển, xây dựng bản thân, trở thành một con người có góc nhìn cuộc sống đa chiều hơn, cũng như thấu hiểu thêm những chiều sâu khác ở bản thân, trở nên trưởng thành, chín chắn hơn. Một số ý tưởng để bạn làm mới bản thân trong mùa thất tịch này. Xem xét sở thích của bản thân là gì và mở rộng độ đa dạng của sở thích đấy ra. Ví dụ, nếu bạn thích ăn uống, thì thử đến một nhà hàng Ấn Độ mới mở xem sao, thay vì ăn mãi đồ Việt Nam. Hoặc nếu bạn thích cà phê, thì đến quán cà phê nào đấy mới, xa xa chỗ bạn hay đi, xem như thế nào. Hay nếu bạn thích đọc sách, thì thử đặt ra một mục tiêu, mỗi tuần một chủ đề, tìm kiếm những dòng sách mới, những chủ đề kỳ quặc xem. Có khi bạn lại được khai sáng ra cả một bầu trời mới ấy chứ. Vào Facebook Events hoặc sử dụng ứng dụng Meetup để tìm kiếm sự kiện tham gia, lướt tất tần tật các sự kiện có ở thành phố, nơi bạn ở trong tuần này, xem sự kiện nào thu hút sự chú ý của bạn, đặc biệt sự kiện khiến bạn vừa muốn đi vừa hơi sợ, và lên lịch đi luôn nếu phù hợp. Mình rất khuyến khích các bạn nên thử đi những sự kiện mà bạn chưa từng đi và hơi ngại ngùng, vì những nơi đấy sẽ có những điều mở mắt bạn ra. Khơi mở sự sáng tạo trong bạn. Nếu có thể làm bất cứ điều gì bạn thích, bạn muốn sáng tạo ra điều gì? Có thể vẽ tranh, có thể viết lách,
làm thơ, có thể sáng tác nhạc. Khả năng sáng tạo của bạn lúc nhỏ là gì mà lâu rồi bạn chưa làm? Kết nối với nguồn sáng tạo nơi bạn để nó cuốn bạn đi trong mê say chìm đắm. Tham gia một thử thách trong vòng 15 đến 30 ngày. Chẳng hạn như là thử thách dậy lúc 5 giờ sáng chạy bộ, thử thách viết lách mỗi ngày, thử thách không ăn đồ ngọt, thử thách thiền 10 phút mỗi ngày, vân vân. Đặt 15 đến 30 ngày là một điều gì đấy mà bạn luôn muốn thử, nhưng chưa có đủ dũng khí và sự kỷ luật để làm. Những thử thách này giúp bạn thử sức chịu đựng của bản thân, rèn luyện tính kỷ luật và quan trọng là nó cũng hay ho nữa. Học một sở trường, sở thích mới, như là học đàn ukulele, học nhảy, học hát, học ngôn ngữ mới. Xây dựng cho bản thân một sở thích bằng cách cứ nhào vào nó mà học thôi, và kiên trì trong một thời gian xem sao, chứ đừng học được bữa lại bỏ đấy nhá, chẳng đâu về đâu đâu. Việc thử những điều mới, làm những điều mới chỉ đơn giản như là đi một con đường khác từ công ty về nhà thay vì lối đi quen thuộc hàng ngày, sẽ làm cho não bộ của bạn bớt chảy ì và kích thích khả năng sáng tạo trong bạn. Trong khi một cuộc sống lặp đi lặp lại với những thói quen, con người cũ kỹ sẽ làm bạn thấy vừa lầy vừa chán. Thử điều mới còn giúp bạn phá bỏ những rào cản của nỗi sợ ở bên trong, giải phóng sự tự do của linh hồn bạn. Và điều này sẽ giúp bạn trở thành con người tự tin, độc lập, vững vàng hơn trong cuộc sống. Việc thử điều mới cũng không nhất thiết phải khó khăn gì, chỉ đơn giản là bạn thử nhìn cuộc sống ở một góc độ khác. Ví dụ như là thay vì uống nước chỉ đơn thuần là uống nước thôi, thì bây giờ bạn nhìn dòng nước với lòng biết ơn mỗi ngày. Đấy là một góc nhìn mới, thì cũng có đủ để tô thêm sắc màu cho cuộc sống của bạn rồi. Sau cùng, để luôn giữ tình yêu với cuộc sống, hãy xây dựng tình yêu dành cho bản thân mình. Tập nói không với những yêu cầu quá sức. Tập nói có với những trải nghiệm mới trong cuộc sống. Tập tôn trọng những cung bậc cảm xúc của chính mình. Dành thời gian để chăm sóc bản thân, để thả lỏng, vô lo vô nghĩ. Và đừng kèm theo cái điện thoại nhá. Yêu cuộc sống là trân trọng những giây phút ở trên đời này. Mỗi ngày trôi qua, cảm ơn bản thân vì đã không từ bỏ, mà luôn lựa chọn yêu lại cuộc sống mỗi ngày. Biết ơn cuộc đời, vũ trụ, và đừng quên cảm ơn chính mình. Tuy nhiên, cuộc sống hay bất cứ mối quan hệ tình cảm nào cũng không phủ đầy màu hồng. Sẽ có những ngày xám xịt, buồn chán, sẽ có những ngày tẻ nhạt, có những khoảnh khắc đau đớn đến cùng cực. Tất cả đều là cuộc sống, đều là những giai điệu trong bản nhạc đầy màu sắc của cuộc sống. Tình yêu không phải lúc nào cũng là ngọt ngào. Sẽ có những lúc mệt mỏi, trái tim tan nát, có những lúc lạnh lùng oán thán. Nhưng chính những giây phút ấy khiến tình yêu có những cung bậc cảm xúc sâu lắng hơn. Và sau khi những nỗi đau được hàn gắn, thì sự kết nối trong mối quan hệ lại càng sâu sắc hơn. Và mối quan hệ với cuộc sống cũng vậy. Quan trọng nhất, hãy luôn giữ cho mình lòng biết ơn, trân trọng mọi trải nghiệm trong cuộc sống. Bất kể màu sắc của nó ra sao, hãy học cách xua đi nỗi sợ để mở rộng mọi giác quan, để cuộc sống ùa vào mình, bất kể kết quả có thế nào. Đấy là tình yêu đích thực, không bao giờ giết chết bạn, mà làm cho bạn mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, tràn ngập tình yêu và sức sống hơn. Mong bạn luôn hâm nóng tình yêu và sự biết ơn với cuộc sống mỗi ngày, và nhận ra, cuộc sống là một món quà, cần được nâng niu, tôn trọng, bạn nhé. Chúc bạn bình yên trong giây phút này. Mystic Cat Lady. Ghé thăm blog của mình nếu bạn quan tâm đến vấn đề phát triển bản thân, tâm linh, tâm lý học nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Khánh Linh. Bye!